Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu Máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn với channel của Máy ảnh Lý Biêu. Hôm nay Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh này nhé. Trên tay mình đây là chiếc máy ảnh Canon PowerShot A2200HD. Tên nó đây nhé. Thì đây là chiếc máy ảnh của hãng Canon. Máy này có độ phân giải của nó là 14 megapixel, khả năng zoom của nó là 4x ha. Thì một trong những chiếc máy cũng khá là xinh nha các bạn. Máy thì nhỏ gọn, cầm trong lòng bàn tay thôi. Và hôm nay Lý Biêu sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh này nha. Các bạn muốn lấy pin ra, các bạn gạt theo cái chiều này ha. Mình lấy ra như này. Đây là viên pin của máy, các bạn muốn lấy viên pin ra, các bạn gạt cái chốt này thì viên pin nó sẽ chạy ra như này ha. Khi mà chúng ta gắn vào, chúng ta cầm như thế này, chúng ta gắn vào nè. Rồi đây là cái thẻ nhớ ha. Thẻ nhớ này có tên gọi là SD ha. Các bạn muốn lấy thẻ nhớ ra, mình ấn vào đây một cái nó sẽ chạy ra này, mình lấy ra như này ha. Còn các bạn muốn gắn vào, chúng ta cầm này, chúng ta gắn vào nha. Sau đó chúng ta đóng nắp lại. Và các bạn sẽ bấm vào nút on off này, chúng ta khởi động máy ha. Thì có một số trường hợp khi mà các bạn khởi động máy thì máy nó sẽ yêu cầu mình chỉnh ngày tháng. Còn cái trường hợp này mình chỉnh rồi thì nó sẽ không có yêu cầu mình chỉnh ngày tháng ha. Còn trường hợp mà nó có yêu cầu mình chỉnh ngày tháng thì các bạn cứ chỉnh bình thường thôi nha. Thì đối với cái máy này, ví dụ như cái màn hình này hiện nay trên đây nó không có hiện cái thông tin gì hết. Các bạn bấm vào chữ display ha. Bấm vào đây cái nó xuất hiện đây những cái thông tin nè. Mình bấm cái display cái nữa nó tắt những thông tin. Bấm cái xuất hiện đây ha. Thì những cái thông tin này ví dụ như là cục báo pin nè, số ảnh mình có thể chụp được là 532 nè. Ở đây những cái này ký hiệu này về ký hiệu về chế độ chụp ảnh này kia ha. Rồi bây giờ các bạn là cái nút chụp nó sẽ nằm ở đây ha, và cái zoom xa gần nó sẽ gạt qua lại như thế này ha. Ví dụ như các bạn muốn chụp, chúng ta sẽ bấm nút chụp nè. Khi mà các bạn bấm nút chụp, các bạn giữ nhẹ nút chụp cho đến nghe một cái tít ha. Đó, nghe cái tít đây nè, cái xuất hiện cái màu xanh đó là được nha. Đó. Các bạn bấm nút nhẹ nút chụp hay giữ nghe cái xuất hiện cái ô màu xanh nha, nghe cái tít đó. Trường hợp các bạn chụp những cái vật thể gần nè, ví dụ như mình chụp cái bàn tay mình nè đó. Còn trường hợp mình chụp quá gần, ví dụ bàn tay mình để quá gần ha, mình chụp quá gần thì nó vẫn lấy nét được ha. Cơ bản máy này lấy nét rất là ok. Rồi khi mà các bạn chụp đây zoom nè, các bạn gạt cái chốt này ha, cái chốt này gạt lên được xuống nè. Rồi ví dụ như các bạn chụp, các bạn muốn xem là hình ảnh nó chụp, bấm vào nút play đây nha. Nút play nè. Cái nút play này mà bấm nút qua nút lại ha, mình xem là những hình ảnh trước đây ha. Ví dụ như cái ảnh này nó xấu mình muốn xóa đó. Thì ở đây mình nhìn đây có cái thùng rác, mình bấm vô cái thùng rác nè. Mình bấm vào eraser nha. Eraser là xóa, bấm qua đây nè. Sau đó mình bấm nút ok nha, ok nút giữa nè. Đó. Bấm thùng rác là bấm qua đây nè, ok nè. Mình muốn chuyển về chế độ chụp, bấm nút chụp ha. Nó chụp là chuyển về chế độ chụp. Rồi cái máy này thì nó có chức năng chỉnh về đèn LED ha. Cái đèn LED nó nằm bên đây nè, bấm nút qua nè. Nó sẽ có 4 cái chế độ nè. Đầu tiên cái này là Auto Flash nha. Auto Flash tức là khi mình chụp ra trời sáng nó sẽ không mở đèn LED. Và vô bóng tối nó sẽ tự động mở đèn LED cho mình. Và ký hiệu đèn LED nó sẽ nằm ở trên đây nha. Ở đây có chữ A là Auto Flash. Mình bấm qua đây, mình bấm qua đây nữa là luôn luôn mở đèn LED. Tức là ở trong trời sáng hay trong bóng tối gì nó cũng mở đèn LED hết. Mình bấm qua đây là đèn LED chụp vào ban đêm ha, mình thấy cái hình cái người với cái ngôi sao đó là chụp vào ban đêm nha. Mình bấm qua đây là tắt đèn LED ha. Ở bên đây nó nút qua này, mình nút qua bên đây. Qua đây là macro ha, là mở chế độ macro. Bình thường các bạn để ngay chỗ giữa này nè, ngay chỗ giữa này nè, bấm qua đây để ngay giữa nó chữ normal là chụp bình thường. Chụp bình thường thì mình có thể chụp là cận cảnh, phong cảnh, chụp bông hoa, chụp bên này kia đủ thứ, nói chung mình chụp bình thường đó. Còn mình bấm qua đây là chụp macro. Chụp macro là chụp những cái vật thể cận cảnh, ví dụ như mình chụp chiếc nhẫn mình ha, mình chụp cái gì đó một vật thể rất là nhỏ như thế này nè, nó vẫn chụp được, nó vẫn lấy nét được, đó là chụp
chụp macro là đã như vậy đó, là chụp những cái vật thể nhỏ ha, những chi tiết nhỏ đó là chụp macro. Thì xuất hiện các bạn chỉnh với chế độ macro, nó sẽ xuất hiện cái hình bông hoa này là mở chế độ macro ha. Mình bấm nút qua bên đây là chụp infinity, là chụp chụp thiên về phong cảnh, tức là nó sẽ lấy nét một cái nơi xa và nó chụp về phong cảnh. Còn bình thường á, bình thường các bạn cứ để ngay mức giữa này nha. Các bạn bấm nút lên trên này á, thì nó có cái này, cái chữ exposure này, chữ ESP dấu cộng trừ này gọi là bù trừ sáng. Bù trừ sáng tức là khi mà các bạn muốn chụp cái ảnh mình sáng hơn, bấm hướng dấu cộng ha. Bây giờ ví dụ như mình bấm hướng dấu cộng thì cái nền này rất là sáng luôn. Mình bấm hướng dấu trừ thì cái nền nó sẽ tối đi. Điều đó cái là cái ảnh này sẽ tối đi nha. Còn bình thường các bạn để ngay mức giữa nha. Mức giữa ngay đây là cân bằng nè. Cái máy này mình bấm nút xuống này. Cái nút xuống này, bấm nút xuống này là chụp hẹn giờ. Nó gồm có là chụp hẹn giờ 10 giây, chụp hẹn giờ 2 giây và chụp hẹn giờ theo cái thời gian mình chỉnh. Chụp hẹn giờ tức là khi mình bấm chụp đó thì 10 giây sau nó sẽ chụp ha. Cái máy này ở đây có nút này là nút nhận diện gương mặt ha. Mình bấm đây là face select, là on là mở chế độ nhận diện gương mặt. Bấm đây là off là tắt ha. Mình bấm on là nó sẽ mở chế độ nhận diện gương mặt, bấm off là tắt. Đối với cái máy này thì nó có khá là nhiều chế độ chụp. Đầu tiên là chế độ chữ B ha. Chế độ chữ B là chế độ chụp là mạnh mẽ nhất của cái máy này và nó có cho phép mình chỉnh rất là nhiều thứ. Ví dụ như mình chọn chế độ chữ B nè, ở đây mình bấm cái nút phấn xanh nè, thì nó cho mình chỉnh đây là nguyên cái dãy này nè, rất là nhiều chế độ nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nhiều chức năng nè ha. Rồi còn nếu mà các bạn chuyển qua chế độ chữ Fly này á, mình bấm chữ B này á thì nó ít chức năng hơn ha. Thì tí xíu mình sẽ giải thích cho các bạn từng chức năng đây luôn. Ở đây là chế độ auto. Chế độ auto là chế độ dễ sử dụng nhất. Đối với các bạn nào mới tập chơi này kia thì các bạn có thể chuyển qua chế độ auto. Nói chung là mình không có chỉnh nhiều trong máy đó, mình chỉ để chế độ là auto. Ở đây là chế độ chụp yêu thích. Chế độ chụp yêu thích là chế độ dễ sử dụng đó, dành cho ví dụ như mình để cho trẻ con chụp. Nói chung là không cần chỉnh gì hết, cứ bấm chụp, cứ đưa máy lên bấm thôi là chế độ easy đó. Gọi là chế độ yêu thích là chữ cái hình đỏ đỏ này ha. Qua đây là chế độ SCN. Chế độ SCN là các chế độ chụp ảnh chuyên biệt của nhà sản xuất. Sẽ có rất là nhiều chế độ chụp đây nha. Chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái chế độ chụp ảnh này, SCN này. Qua đây là chế độ Fish Eye là chế độ mắt cá nha. Rồi qua bên đây là cái chế độ chụp là chụp im lặng. Chế độ chụp im lặng, mình thấy cái hình cái người này nè, giống như là im lặng, đó là chụp nó không nghe tiếng gì hết ha. Mình bấm nó không nghe tiếng gì hết. Qua đây là chế độ quay phim. Các bạn muốn quay phim mình chuyển qua cái hình này ha. Khi các bạn chuyển qua đây là các bạn chuyển qua chế độ quay phim đó. Các bạn muốn quay phim các bạn bấm nút chụp nè. Khi các bạn bấm nút chụp nó nghe với tiếp là xuất hiện chữ red rồi đỏ đỏ này là đang quay phim ha. Quay phim được 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây nè. Các bạn muốn bấm nút chụp cái nữa là nó sẽ ngưng quay phim. Các bạn muốn xem đợi còn clip vừa quay đó, mình bấm nút play nè. Bấm nút play thì đó, bạn bấm ok ha. Đang là chiếu lại nè. Đó. Rồi mình muốn tạm dừng, bấm ở đây nó sẽ tạm dừng. Đây là nhiều, tạm dừng rồi tua lên tua trước tua sau gì nữa ha. Các bạn muốn xóa bấm nút xóa. Cái này âm thanh ha, âm lượng nè. Âm lượng để chiếu lại nè, bấm lên nút xuống nè ha. Rồi mình muốn xóa bấm nút xóa nha. Eraser nè, ok nè, xóa nè. Rồi chế độ quay phim là như thế này ha. Rồi bây giờ mình chuyển về chế độ im lặng. Chế độ im lặng thì bình thường rồi. Mình chuyển qua đây chế độ mắt cá thì là chế độ fish eye ha, là cũng bình thường rồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nha. Chế độ SCN. Đối với chế độ SCN này á, là các chế độ chụp ảnh chuyên biệt. Khi các bạn chuyển qua chế độ SCN, các bạn bấm vào chữ phấn sunset ngay giữa nè. Bấm vào đây một cái thì ở đây nó sẽ cho mình chỉnh rất là nhiều chế độ chức năng chụp ha. Đầu tiên cái này là chụp blur reduction, là chụp có chống rung nha. Chụp có chống rung. Mình chuyển qua đây là portrait, là chụp chân dung ha. Bấm qua đây là landscape, là chụp phong cảnh, nó thiên về chụp phong cảnh không à. Bấm qua đây là kids and pets, là chụp động vật và trẻ con. Mình bấm qua đây smart shutter là chụp chế độ thông minh. Chụp cái này thông minh nó sẽ làm cho cái da mặt mình mịn hơn này kia đó, là chế độ thông minh.
Mình bấm bên đây low light là chụp ở nơi ánh sáng yếu, ví dụ như mình chụp ở nơi có ngọn đèn cầy, đèn nến hay là một cái môi trường thiếu ánh sáng đó. Mình bấm ở đây beach là bãi biển ha, là chụp ở nơi bãi biển. Cái này là chụp ở cái chỗ mà có nhiều lá cây xanh này kia. Bấm bên đây là snow là chụp nơi có tuyết. Bấm bên đây fireworks là chụp nơi có pháo hoa. Và bấm bên đây long shutter là chụp tốc độ chậm nha. Thì đây là những cái chế độ chụp này được nhà sản xuất thiết lập sẵn đây ha. Thì các bạn thích thì các bạn có thể chuyển ở đây cái nào cũng được. Còn không thì các bạn có thể chuyển qua chế độ yêu thích. Chế độ yêu thích này là chế độ dễ sử dụng đối với trẻ con nè, chế độ auto này cũng vậy luôn nha. Khi mình chuyển qua chế độ like này thì nó có một cái khá là hết hay ở chỗ này. Các bạn chuyển qua chế độ like thì mình bấm nút phóng sinh này, nó sẽ cho mình chỉnh ba cái chức năng nè. Chức năng đầu tiên đất đất này đất and like ha, đất là tối hơn, like là sáng hơn. Ví dụ như mình muốn chỉnh cho cái ảnh mình tối hơn, muốn chuyển qua đây nè, nó tối hơn nè, nó đen đậm ha. Còn muốn ánh sáng nhiều thì tốt là để tăng lên nè. Bình thường khuyến khích để các bạn để ngay giữa nha. Mình bấm xuống đây là natural, cái này trung tính hoặc là đậm hơn. Ví dụ các bạn giảm xuống đây thì cái màu nó trung tính nè, bấm đây nè tăng lên nè. Thấy không? Bạn nhìn trên cái nền này các bạn thấy ha. Rồi mình xuống dưới đây muốn khô. Warm là tông nóng tông lạnh ha. Đây là tông nóng nó sẽ ấm hơn nè, tông lạnh nó sẽ nhạt hơn nè. Đó, nó xanh nó nhạt nè ha. Nó không phải nó tái tái màu hơn, còn đây là ấm màu hơn, đậm màu ấm hơn. Như vậy thì đối với các bạn mà thích chụp ảnh theo kiểu mà vintage màu ngã vàng đó thì các bạn có thể đây ngay trong chế độ light này là cũng một cái chức năng cho các bạn chỉnh ha. Ví dụ như các bạn chỉnh đây nè, chuyển về tông ấm nè, và ở trên này các bạn có thể là đậm hoặc nhạt ha. Ví dụ các bạn muốn chụp theo kiểu màu Nhật mình chọn cho nó hơi nhạt hơn tí xíu, còn muốn chụp theo kiểu màu đen đen úa úa đó mình chụp màu đậm hơn tí xíu thì các bạn sẽ thì nó sẽ ok ha. Các bạn thấy là trên cái nền này nè, nó cái ảnh nó khác biệt không? Đó, thì vậy là chỗ này là đây là một cái chỗ chỉnh rất là hấp dẫn của cũng khá là độc đáo ha. Bây giờ mình sẽ chuyển về chế độ B. Chế độ B này là chế độ nhiều chức năng của nó. Mình sẽ tập trung vào cho hướng dẫn cho các bạn ngay trong chế độ B này. Khi các bạn chuyển qua chế độ B, các bạn bấm nút phấn sinh set này ha. Thì rất là nhiều chế độ chỉnh. Đầu tiên chỉnh về ISO. Nếu mà các bạn nào biết chỉnh về ISO mình sẽ chỉnh đây nè. Còn không thì các bạn cứ để là auto nha. Mình cứ để là auto. Rồi mình xuống đây là white balance. White balance gọi là cân bằng trắng trong nhiếp ảnh nha. Nếu các bạn nào biết chỉnh thì mình sẽ chỉnh đây, còn không biết mình cứ để là auto nha. Auto white balance là AVKB là auto white balance ha. Ngoài ra mình bấm vào đây là chụp daylight là chụp ở nơi ngoài trời. Cloudy là chụp chỗ nó có mây. Bấm vào đây là màu nó sẽ tái hơn tí xíu, nó nhạt hơn. Bấm vào đây màu nó khác đi xíu nè. Bấm vào đây nó cũng khác đi xíu. Bấm vào đây nó là theo cái ý chỉnh của mình. Và đặc biệt thì đối với các bạn mà thích chụp ảnh theo kiểu màu vintage đó, các bạn chọn cho mình là daylight hoặc là cloudy ha. Các bạn chọn cloudy nha. Đây nè, là chụp nó sẽ ra cái màu nó sẽ thay đổi tí xíu, nó không như bình thường, nó sẽ là có xu hướng là màu vintage. Mình xuống đây là chế độ màu trong trong máy ảnh Canon. Nếu các bạn chọn chữ up là chụp màu theo tươi sáng bình thường. Vivid thì màu nó sẽ đậm đà hơn nha. Natural là màu trung tính. Sepia là nó sẽ ngả nâu đỏ. Brush là trắng đen nha. Color system này là chỉnh theo cái màu của ý mình, các bạn sẽ chỉnh theo đây. À, nó coi là những chế độ màu đây ha. Rồi single shot thì ở đây nè, các bạn xuống dòng thứ tư này ha. Mình chọn đây là chụp chụp một tấm, tức là mình chụp trong một tấm mình nghỉ. Mình bấm đây là chụp liên tục ha. Ví dụ như mình bấm nút ok nè thì nó xuất hiện cái hình đây nè, hai cái hình, cái hình đám mây và cái hình nhiều cái ảnh chồng chồng lên nhau nè, gọi là chụp liên tục ha. Chụp liên tục tức là khi mình bấm chụp thì chụp cạch 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 luôn nha. Này hai cái hình này các bạn chú ý đây nè. Bình thường các bạn chọn là một ô thôi, một ô bên đây là được nè, là chụp một tấm thôi. Đó. Rồi mình xuống đây là chế độ về đo sáng nha. Đo sáng nó có là đo sáng toàn khung nè, đo sáng ngay trung tâm và đo sáng ngay điểm giữa. Các bạn chọn cái nào cũng được ha. Mình thì mình thích chọn ngay chỗ này nè. Các bạn xuống đây á. Các bạn chuyển xuống đây chữ L này là chụp là chỉnh về chất lượng hình ảnh ha. Ví dụ như các bạn chọn chữ L này là chế độ cao nhất á. Mình chụp được 143 ảnh nè. M là chất lượng nhỏ hơn là 7 megapixel ha. L là 14 megapixel nè. M là 7 megapixel nè. M2 là 2 megapixel nè. Qua đây S là 0.3 megapixel nè.
widescreen là chụp cái màn ảnh rộng như thế này nha. Đó, nó đây là gọi là độ phân giải hình ảnh hoặc là chất lượng hình ảnh nha. Mình xuống dưới đây cũng là chất lượng hình ảnh luôn, nó có ba hai cái mức là file và normal. Normal là bình thường nha, còn qua đây file là tốt hơn. Tiếp theo mình sẽ bấm vào chữ menu đây, mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn chỗ thanh menu này ha. Các bạn bấm vào chữ menu nè, thì menu này là cài đặt bên trong, thì những cái này thì mình cũng hướng dẫn nhanh cho các bạn ha. Cái này AF frame là cái ô xanh xanh mà các bạn bấm lấy nét đó. Mình bấm vào này tracking là lấy nét liên tục, center là nét ngay điểm giữa, AF face này là lấy nét theo nhận diện gương mặt ha. Zoom digital thì các bạn có thể để chữ standard, đó là mở chế độ zoom digital. AF point này là cái điểm lấy nét, mình có thể chọn là on nha. Surf row này, AF này mình các bạn cứ chọn là on luôn. Assistant pin này các bạn chọn là on luôn nha. Flash setting là chỉnh chế độ đèn LED, mình có thể mở chế độ mà chống mắt đỏ, là mình đổi on là mở chế độ chống mắt đỏ nha. Arm này là cái đèn lấy nét, cái đèn khi mà các bạn red eye này, khi mà các bạn chụp nó có cái đèn phát sáng lên á, các bạn chọn là on hoặc off nha. E-contrast này, E-contrast là chế độ tương phản thông minh, các bạn cứ là chọn là auto nha. Review là xem lại hình ảnh sau khi chụp, thì ví dụ các bạn chọn đây là off là tắt, không xem lại nè. 2 second là 2 giây, là mình chọn chế độ 2 giây là vừa đó. Review info là những thông tin khi mình chụp ảnh thôi. Này các bạn chọn off ha. Display này các bạn chọn off, on này cũng được. Datetime là thể hiện cái ngày tháng, là in cái ngày tháng lên trên ảnh đó. Nếu mình chọn đắt là in ngày tháng nha, còn đây là off là tắt. Tiếp theo các bạn bấm chữ menu đây, mình bấm qua bên đây là cài đặt ha. Mình bấm bên đây mút là chế độ âm thanh ha, mình bấm âm thanh nghe tít 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 tít, mình chọn là chữ off là bấm nghe tít tít, còn nếu mình chọn chữ on là không nghe tít tít nha. Bấm phím bấm nè, nghe tít tít nè, đó là các bạn chọn là off nha. Off là sẽ nghe âm thanh. Volume là cái âm lượng, còn có âm lượng bấm máy, âm lượng khởi động, âm lượng chụp hẹn giờ, âm lượng nút bấm này kia, các bạn chọn mức 2 là vừa hoặc mức 3 đây ha. Rồi sound option là những cái kiểu âm thanh kiểu này kiểu nọ ha. LCD brightness là độ sáng màn hình, các bạn có thể bấm tăng hoặc là giảm này ha. Bình thường khuyến khích là các bạn để ngay mức giữa là trung bình của nó là ok đó. Startup email là màn hình khởi động, format là thẻ nhớ nha. Nếu các bạn muốn format thì các bạn bấm vào đây mình bấm nút ok là nó sẽ format lại. Tuy nhiên khi mà các bạn bấm nút format thì tất cả những dữ liệu mà có trong cái thẻ nhớ nó sẽ bị mất hết nha, các bạn lưu ý vấn đề này. File numbering các bạn cứ để là continuous thôi. Create folder này các bạn cứ để là mấn thi luôn. Length restrict này các bạn chọn là 1 min là 1 phút, tức là sau khi không sử dụng 1 phút thì cái ống kính nó sẽ chạy vào, đó là để tiết kiệm pin, đó là chỗ này là length restrict á. Còn power save là tiết kiệm năng lượng, mình có thể chọn là on ha, on là tiết kiệm năng lượng đó. Ở đây display up là tắt cái màn hình, là tức là khi cái máy này khi không sử dụng sau 1 phút nó sẽ tự động tắt cái màn hình này để tiết kiệm năng lượng luôn. Time zone là chỉnh thời gian quốc tế, thì này kia Date and time này cũng chỉnh thời gian luôn ha, ngày nè, tháng nè, ngày tháng năm giờ phút giây ha. Rồi video system thì các bạn chọn là NTSC ha, là cái là định dạng quay phim, là mình cứ chọn là NTSC nha. Language là ngôn ngữ, thì nó có ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh, thì mình chọn là tiếng Anh đây nha. Reset on là reset là những cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Các bạn có thể trong cái máy này á, khi mà các bạn chuyển qua chế độ mà quay phim á, khi bạn chuyển qua chế độ quay phim, các bạn bấm vào chữ menu này, chữ function này nè, function set này nó có những cái lựa chọn, ví dụ như chỗ đây là cái dòng đầu tiên này ha, ở đây là quay phim bình thường, qua đây là quay phim theo kiểu miniature ha, thì mình có cái clip giải thích về miniature là gì, các bạn xem clip đó giúp mình nha. Rồi ngoài ra thì các bạn chọn qua đây, các bạn xuống dưới đây á, là xuống đây là chỉnh quay ba lăng trong quay phim, thì nó cũng cho phép mình chỉnh quay ba lăng đây nha. Ở đây là chế độ màu trong quay phim, nó cũng tương tự như mình đã giải thích cho các bạn trong cái bên chụp ảnh đó. Rồi ở đây là chất lượng quay phim nó có chỗ này chỉnh HD nè, qua đây là chỉnh thấp hơn ha, 6640 là chỉnh thấp hơn, qua đây là chỉnh thấp hơn nữa ha, qua đây là chất lượng cao nhất của nó là chỉnh HD đây. Ok, thì mình vừa hướng dẫn các bạn cũng khá là chi tiết về chiếc máy ảnh này nha, một chiếc máy ảnh rất là xinh của hãng Canon và cũng nhiều chức năng chụp.
Thì đối với cái này thì mình lưu ý với các bạn, cho thích chụp ảnh thì màu vintage thì các bạn chọn giữ like đây nè, và bấm vào chỗ này thì nó có chỉnh ba cái thanh này, các bạn áp dụng thanh này thì nó sẽ ok nha, màu đậm màu nhạt, tông nóng tông lạnh tông ấm này kia đó. Các bạn chọn vivid này là màu nó sẽ đậm đà hơn và nó sẽ là thiên về vintage nha. Ok, thì cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Thì nếu mà các bạn yêu mến mình cũng như là thấy công ích của mình bỏ ra thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh ủng hộ Lý Bill ha. Hoặc là các bạn nào yêu mến mình hơn nữa thì có thể là ấn vào nút cảm ơn Super Thanh ở trên YouTube, như là donate trên YouTube. Mình cũng cảm ơn các bạn. Thì mình cũng xin giới thiệu là mình kênh của mình là máy ảnh review. Mình trên mình cũng bán rất là nhiều máy ảnh, gồm có trang Facebook và trang Instagram của mình bán rất là nhiều máy ảnh ha. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình chiếc máy ảnh thì các bạn có thể ghé vào những trang này để ủng hộ mình. Thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp ha, mình bán rất là nhiều máy ảnh luôn. Thì khi các bạn mua máy bên mình đều được hỗ trợ tất cả và có đầy đủ phụ kiện cho các bạn. Khi các bạn khó khăn thì cứ nhắn tin cho mình nhé. Ok, nhớ ủng hộ mình nhé các bạn. Chào các bạn.